mất đi nó. Ngày tháng cứ thế trôi qua cuộc sống bao bất ngờ, tôi vẫn vững bước tiến về phía trước. Trước chuyến hành trình thì tôi vô cùng là háo hức và cảm thấy rất là kỳ thú khi mà giành giải nhất chương trình Con Đường Tôi. Và đến ngày hôm nay thì nhờ có Owen và Con Đường Tôi đã chắp cánh cho tôi có thể thực hiện được một trong những ước mơ của cuộc đời, đó là chinh phục cái đỉnh núi thuộc dãy núi linh thiêng Himalaya, dãy núi lớn nhất trên toàn thế giới. Một lần nữa xin cảm ơn Owen đã có một chương trình vô cùng ý nghĩa. Cho con tim dẫn lối tôi đi tìm một ngày tôi sẽ. Đây là những chặng cuối cùng, đây là những mét cuối cùng trong khoảnh khắc này. Rồi tôi chưa giờ trải qua những giai đoạn hạnh phúc như thế này. Mình có thể thấy dài leo lên với độ cao gần phải đứng. Chúng tôi quyết tâm làm được. Yeah. Quyết tâm làm được.